Chào các bạn thân mến, Huyền Nguyễn rất vui khi được gặp các bạn trong buổi tập ngày hôm nay. Ở buổi tập này thì chúng ta cùng nhau luyện tập những động tác yoga giúp giảm mỡ bụng, thon gọn vùng eo và đánh bay lượng mỡ thừa ở vùng bắp tay, phần đùi. Chúng ta cùng nhau bước vào buổi tập ngày hôm nay nhé. Chúng ta bắt đầu ạ. Ngửa lòng bàn tay, vươn hai tay qua đầu, đan tay, hít vào, hóp cơ bụng này. Rút cột sống của mình lên phía trên và kéo căng vai, mở rộng lồng ngực. Chậm chậm nghiêng sang bên phải, thở ra. Siết chặt vùng bụng của mình. Tiếp tục về giữa, hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang bên trái, thở ra. Hít sâu. Thở ra đổi bên. Hít vào, thở ra. Một lần cuối nào. Hít vào, thẳng cột sống lưng lên. Chậm chậm siết cơ bụng và ghì đùi của mình xuống. Nghiêng người sang bên phải. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3, 2. Tiếp tục nghiêng nữa nào. 1. Rồi chậm chậm siết bụng nâng người lên. Hít vào. Nghiêng người sang bên trái. Thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. Chúng ta cố gắng là đẩy thẳng cột sống lưng chứ không cúi người xuống. 4 3 2 và 1. Rồi hít vào, hai tay ra ngang. Thở ra, hai tay xuống thảm, thả lỏng vai một chút. Từ từ đặt hai tay lên vai. Xoay vai, khuỷu tay chạm nhau. Hít vào, nâng vai lên. Mở rộng khuỷu tay sang hai bên. Vươn cằm về phía trước, thở ra. Tiếp tục. Hít vào. Thở ra. Ba. Hai. Và 1, rồi chúng ta xoay ngược lại. Hít vào, nâng vai lên. Cuộn lưng hóp bụng, thở hết ra. 4 3 2 Và 1. Lưu ý của những bài tập bụng là chúng ta phải gồng chắc vùng cơ bụng. Và chúng ta siết hai cái vùng lườn của mình lại thì nó sẽ tác động vào vùng cơ lõi nhiều hơn. Từ từ hai tay ra ngang, hít vào, chậm chậm xoay người sang bên trái, thở ra. Tiếp tục hít vào, trở về giữa, quay người sang bên phải, thở ra. Cảm nhận vùng cơ bụng của mình. Tiếp tục hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi một lần cuối, hít vào trở về giữa, nâng thẳng cột sống lưng của mình lên. Siết hai tay, từ từ vặn người sang bên phải. Gồng chắc cơ bụng nào. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ về giữa, hít vào. Chậm chậm vặn người đổi bên, thở hết ra. Giữ ở đây và thở đều. 5 4 3 Gắng siết tay để cái phần bắp tay của mình cũng được thon nhỏ hơn. 2 Và 1 Hít vào, trở về giữa. Chậm chậm hạ tay xuống, thở hết ra. Rồi mời các bạn xoay dọc theo cái thảm của mình nhé. Và chúng ta chống chân về phía trước. Nhấc hai mông cân bằng trên thảm. Sau đó chúng ta đẩy thẳng cột sống lưng. Rồi từ từ ngả người ra sau một chút. Cuộn nhẹ xương cụt của mình lại. Đó, và chúng ta nâng cái chân của mình lên. Sao cho
mũi chân này thẳng hàng với đầu gối. Tôi từ từ chúng ta gồng chắc cơ bụng này, hít vào, siết chặt và từ từ nâng tay lên. Ta giữ ở đây và hít thở đều. 10, 9, quáng đẩy vai ra sau. 8, cảm nhận vùng cơ bụng của mình đang được siết chặt và nóng ấm lên. 7, cố lên ạ. 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi từ từ hạ chân xuống. Chúng ta đẩy thẳng cột sống lưng lên, mở vai ra sau để duỗi dài các đốt sống. Hít thở đều. Các bạn đã thấy nóng nóng vùng bụng chưa ạ? Đó, chúng ta thực hiện thêm một lần nữa nhé. Từ từ ngả người ra sau một chút, cuộn nhẹ xương cụt và từ từ nâng chân lên. Cố gắng gồng chắc cơ bụng và duỗi thẳng hai tay xuôi theo thân. Giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ chân xuống, đẩy thẳng cột sống lưng. Hít thở đều trong khi chúng ta thả lỏng. Rồi mời mọi người duỗi thẳng hai chân, hướng mũi chân về phía đầu này. Chúng ta hít vào, hai tay ra ngang, thở ra, ngả người về phía sau, nâng chân của mình lên, hai tay chắp vào phía dưới đùi này. Tiếp tục hít vào, trở về giữa, đẩy thẳng lưng, thở ra, ngả ra sau, nâng chân lên, gồng bụng một chút nào. Tiếp tục hít vào, thở ra, thở lại siết chặt bụng vào. Tiếp tục hít, thở, cố lên ạ. Hít, thở, hít, thở, hít vào và lần cuối thở ra. Giữ ở đây. 10, 9, 8, 7, 6, tay không chạm vào chân ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, hít vào, đẩy thẳng lưng lên, kéo căng hai tay sang hai bên. Chậm chậm, thở ra, siết chặt cơ bụng, giữ hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ hạ chân xuống, đẩy thẳng cột sống lưng. Ta thả lỏng chân của mình ra, nâng đầu gối lên xuống. Rồi mời bạn về tư thế con bò mèo nhé. Rồi mở rộng hai tay bằng vai, cổ thẳng hàng dưới vai và đầu gối thẳng hàng mông. Từ từ chống hai mũi chân của mình lên. Nếu ai bị đau khớp gối thì chúng ta có thể lót cái khăn ở dưới đầu gối của mình. Tiếp tục này, ta bắt đầu này. Hít vào, đồng thời duỗi chân trái ra sau và tay phải về phía trước mặt. Thở ra, co đầu gối chạm khử tay. Đã lặp lại như vậy 5 lần. Hít, thở, 2. Tiếp tục hít, thở, 3. Hít, thở, 4. Hít, thở, 5. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hạ chân xuống và tay xuống. Chúng ta đổi bên, siết chặt cơ bụng, cuộn xương cụt của mình lại. Từ từ nâng chân phải và tay trái lên đồng thời. Hít vào, chậm chậm thở ra, co đầu gối chạm khử tay, siết chặt vùng bụng nào. Lần hai, hít vào, mắt nhìn về đầu thẳng, tay thẳng hàng với tai. Thở ra,
Tiếp tục 3. Hít vào, úp mông của mình xuống, siết cơ đùi, thở ra. 4. Và một lần cuối, hít vào, thở ra. Rồi xốc vai lên, siết chặt bụng và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ chúng ta hạ tay của mình xuống. Hít thở đều. Từ từ đẩy mông ra sau. Xuôi mũi chân và trán xuống thảm. Tay xuôi theo thân, thả lỏng vai. Điều hòa hơi thở, chúng ta nghỉ một chút, sau đó lại tiếp tục ạ. Rồi, mời các bạn đi tay về phía trước. Sau đó, chúng ta chống mũi chân lên về tư thế tầm bán. Ở tư thế này, chúng ta sẽ không đẩy mông lên cao quá hoặc là võng lưng xuống như thế này, mà chúng ta sẽ giữ cho làm sao ạ? Vai mông của chúng ta thẳng hàng, chúng ta cuộn xương cụt của mình, siết chặt cơ bụng và xốc nhẹ vai lên để bảo vệ phần khớp cổ và gáy của mình. Rồi, bây giờ chúng ta này, hít này, thở ra, co đầu gối về phía bụng và mông không đẩy mông lên xuống. Tiếp tục hít, thở. 2, 3, 4, chúng ta lặp lại 10 lần. 5, 6, thở ra lại co nào. 7, 8, 9 và 10. Ok, giờ từ từ chúng ta hạ đầu gối xuống và thả lỏng tay một chút. Mọi người có thấy nóng không ạ? Đây là một bài tập toàn thân và nó giúp cho chúng ta săn chắc vùng cơ lõi, đồng thời khỏe phần cơ tay này, khỏe cơ đùi và tất nhiên là sẽ giảm mỡ vùng eo. Ta cố gắng nhé. Tiếp theo chúng ta lại làm một hiệp nữa. Chúng ta làm 10 nhịp nhé. Nếu ai tốt chúng ta có thể làm 20 nhịp. Được chưa ạ? Chống mũi chân, thẳng gối, cuộn xương cụt của mình lại, xốc vai, rồi gồng chắc cơ bụng lên. Tiếp tục này, hít, thở. 1, 2. Mỗi lần thở chúng ta lại siết bụng vào. 3, giữ một chút. 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi từ từ hạ gối xuống, hít thở đều, trán xuống thảm. Đây là tư thế mà mọi người rất là thích phải không ạ? Một tư thế em bé, là tư thế mà Huyền dùng để nghỉ ở giữa những cái hiệp mà mình mệt mỏi đấy ạ. Vừa xong thì mình vừa mỏi bụng này, mỏi tay này, mỏi cơ chân này. Nên là chúng ta thư giãn ở cái tư thế này thì rất là thích. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nằm ngửa một chút. Tập một số những bài vào bụng đấy ạ. Chúng ta sẽ hạ khử tay của mình xuống này. Đi khử tay ra phía sau một chút để sao cho cái khử tay chúng ta sẽ dần thẳng hàng với vai. Rồi chúng ta nâng chân lên một chút này. Rồi bây giờ này, nếu được thì có thể là duỗi chân. Được chưa ạ? Siết chặt cơ bụng và đi chân lên xuống. Duỗi mũi chân, siết chặt cơ đùi. Ta làm như thế này một phút. Siết chặt cơ bụng. Lưu ý là cái thắt lưng của mình ấy, nó sẽ sát về phía dưới thảm, chứ không được võng lưng lên. Nếu mà võng lưng lên thì chúng ta sẽ bị đau lưng dưới. Cố gắng điều hòa hơi thở trong khi chúng ta luyện tập. Cố lên ạ.
thon gọn vùng đùi và săn chắc vùng bụng. Hít thở đều. Nào, cố lên nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Ok, chúng ta có thể là nằm xuống và thư giãn một chút. Đây những là những cái bài tập mà Huyền rất là hay luyện tập hàng ngày ở nhà. Ta có thể lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Giống như là hôm nay chúng ta khỏe thì chúng ta có thể tập được 3 đến 4 lần ở một cái động tác này. Khi nào chúng ta yếu thì chúng ta có thể lặp lại khoảng từ 2 lần, 3 lần tùy theo cái mức độ cơ thể của mình có thể làm được. Tiếp tục chúng ta nâng người lên nhé. Cùng nhau cố gắng thêm một hiệp nữa. Rồi, nâng cái khửu tay lên này. Sao cho khửu tay của chúng ta thẳng hàng với vai. Ta cứ dịch ra sau một chút. Và cố gắng là ép hết cái phần lưng dưới của mình này. Cuộn cái lưng lên. Sau đó đặt xuống. Đó, để cái phần xương cụt của mình nó cuộn lại. Hạ lòng bàn tay. Từ từ nâng chân lên. Đó, nếu như ai cứng kheo chân thì chúng ta có thể như thế này cũng được. Co chân lại như thế này cũng được. Nếu tốt hơn thì chúng ta duỗi mũi chân cho em nhé. Siết chặt cơ bụng nào. 1 phút bắt đầu. Hít thở đều. Cố gắng chân không chạm thảm. Mỗi lần thở ra ta lại siết cơ bụng lại một chút và cảm nhận sự nóng ran ở đấy. Cố lên ạ. 10, 9, 8, 7, 6, cố lên nào. 5, 4, siết chặt bụng. 3, 2, và 1. Rồi, từ hạ chân xuống. Rất là tốt ạ. Tha lỏng đầu, tha lỏng vai, thư giãn phần cơ bụng một chút, hít thở đều. Rồi, chúng ta nằm nghiêng người sang bên phải. Rồi, từ từ, chống khửu tay, thẳng hàng với vai và duỗi thẳng bàn tay về phía trước, xoay 5 ngón tay ra. Và gót chân thẳng hàng với khửu tay cho em. Từ từ, chúng ta đặt bàn tay trái lên trên phía hông, siết chặt cơ bụng của mình lại. Từ từ hít vào, nâng hông lên, thở ra. Đó, nếu ai mà chúng ta không nâng lên được thì chúng ta có thể đặt bàn chân phía trước, chân phía sau. Như này ạ, chân trên sẽ đặt phía trước và chân dưới sẽ đặt phía sau. Từ từ hít vào, lên, thở ra này, chậm chậm xuống. Được chưa ạ? Nếu ai được thì có thể chồng hai chân lên nhau nhé. 10 lần ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Thôi chúng ta đổi bên. Tiếp tục chống khử tay thẳng hàng với lại vai. Rồi chân trước chân sau ạ. Sau đó chúng ta chống hông. Nếu như mà ai cảm thấy nặng thì chúng ta có thể tì bàn tay xuống đây và nâng hông lên đều được ạ. Hít lên này. Thở xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
và 10. Rồi từ từ hạ hông xuống, ta nằm ngửa ra, thả lỏng hai vai, thả lỏng chân, hít thở đều ạ. Chuẩn bị chúng ta chống chân lên nhé. Và hai tay xuôi, mũi tay chạm lấy gót chân của mình, cuộn nhẹ vai của mình vào trong để bảo vệ phần khớp cổ vai gáy ạ. Siết chặt cơ bụng. Hít vào, ta nâng mông lên, cố gắng gồng cục cái bụng của mình lên ạ. Rồi từ từ thở sâu xuống. Lần hai hít lên, thở xuống. 3. Gồng chắc cơ bụng nào. Tiếp tục 4. 5. 6. Cố lên ạ. 7. 8. 9. Và lần cuối cùng chúng ta giữ 5 giây. Lên. Siết chặt cơ bụng và cơ đùi. 5. 4. 3. 2 và 1, rồi chậm chậm hạ mông xuống, thả lỏng lưng, thả lỏng hai vai. Chúng ta sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Cố gắng hít thở đều để lấy oxy. Rồi mời mọi người cùng tiếp tục nhé. Lần cuối ạ. Khép sát vai của mình vào một chút. Từ từ gồng chắc bụng, hít vào, lên, siết cơ đùi, thở ra xuống, đặt nhẹ lưng thôi, không đau lưng ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và lần cuối chúng ta sẽ giữ 5 giây. Lên, gắng gồng chắc cơ bụng và cơ đùi. 5, 4, 3, 2 và 1, rồi chậm chậm hạ lưng của mình xuống, mông xuống, duỗi thẳng hai tay, thả lỏng chân và thả lỏng tay, điều hòa hơi thở. Rồi một động tác cuối cùng, ta sẽ co hai chân của mình lên, hai tay đặt vào tai. Và cố gắng là không kéo đầu lên mà nâng vai lên và gồng chắc cơ bụng cho em ạ. Hít vào này. Lên, co gối chạm khử tay. Khử tay phải chạm đầu gối trái, thở này. Liên tục như vậy. 2 3 Nâng vai nào, siết chặt bụng. 5 6 7 8 9 10 Cố lên ạ. 1 2 3 4 5 6 7 Cố lên nào. 8 9 và 10 Rồi từ từ hạ chân xuống, thả lỏng đầu cổ. Nãy giờ thì mọi người đã cảm nhận vùng cơ bụng của mình đã nóng lên rất là nhiều chưa ạ? Nó sẽ tiêu calo của mình nhiều hơn sau khi mà mình cuối ngày ạ, mình luyện tập. Rồi chúng ta tiếp tục một hiệp nữa nhé. Hít một hơi thật sâu trước khi vào động tác nào. Rồi thở ra hết.
tay đặt ở tai, từ từ duỗi thẳng chân, hít này, co gối chân lên, khử tay bên này chạm đầu gối kia, thở hết ra. Một, ta chéo tay nhé. Hai, ba, mỗi lần thở ra lại siết chặt bụng nào. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, năm, cố lên ạ, sáu, bảy, tám, chín, và mười. Rồi từ hạ chân xuống, thả lỏng hai tay, hít thở đều nào. Giờ chúng ta thả lỏng nhé, hai tay ra ngang, co chân trái lên, tay phải đặt má ngoài chân trái, hít vào, phình căng bụng, chậm chậm vặn người sang bên phải, thở ra, mắt nhìn qua vai trái, vắng hạ vai của mình xuống, thả lỏng toàn bộ vùng thắt lưng phía dưới. Tiếp tục hạ tay xuống, nâng chân, hít vào, hạ chân xuống, thở ra. Đổi bên, nâng chân phải lên, tay trái đặt má ngoài đầu gối, hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên trái, thở ra. Thả lỏng vùng lưng, thư giãn vùng vai. Tiếp tục đổi bên, hít vào, thở ra. Ta cố gắng hít thở đều để oxy bơm lên tim nhiều hơn. Hít. Lần cuối nào, tay đặt ngoài đầu gối, hít vào. Rồi từ từ hạ chân sang bên phải, thở ra. Lúc này chúng ta giữ và hít thở đều. 5, 4, cố gắng mỗi lần thở lại ấn đầu gối xuống và hạ phần vai bên trái của mình xuống nhiều hơn. 3, gắng hít thở đều đi ạ. 2, mềm các đốt sống lưng của mình. Và 1, rồi chậm chậm hạ tay xuống, hít vào, nâng chân lên. Chậm chậm hạ chân, thở ra. Đổi bên cho em ạ. Nâng chân phải, tay trái má ngoài gối, hít vào. Hạ chân xuống bên trái, thở ra và mắt nhìn sang phải. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, mỗi lần thở lại nhấn gối xuống một chút. 4, cố gắng duỗi thẳng chân phía dưới. 3, hạ vai phải xuống nữa nào. Và 1, rồi từ từ hít vào. Chậm chậm hạ chân xuống, thở ra. Rồi chúng ta mở rộng hai chân, ngửa lòng bàn tay, thả dòng lòng đầu cổ, hít thở đều và thư giãn hơi thở của mình. Thả lòng cơ bụng, thư giãn hai vai. Ta trở về tư thế xác chết để cân bằng lại năng lượng. Cố gắng hít sâu và thở ra thật chậm. Quan sát hơi thở qua rốn. Hít vào, phình căng bụng lên. Thở ra thật chậm. Hóp sâu bụng lại. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tiếp tục hít vào. Chậm chậm thở ra. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Ta lắc hai tay, lắc hai chân.
Vòng tay trái qua đầu này, chống chân phải lên, từ nghiêng người sang bên và chống tay căng nâng người dậy. Rồi. Mắt nhắm lại và đẩy thẳng cột sống lưng. Thả lỏng hai vai. Mỉm cười nhẹ nhàng, thư giãn toàn bộ khuôn mặt. Hít sâu, đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra thật chậm, hóp sâu bụng, hóp sâu ngược lại. Tiếp tục hít vào. Chậm chậm thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi, chúng ta xoa nóng hai tay. Xoa nhanh và làm nóng tay của mình lên. Nhẹ nhàng đặt tay lên đôi mắt và cảm nhận hơi ấm truyền từ tay đến mắt. Tiếp tục xoa nóng hai tay nhanh hơn. Đặt tay lên mắt, mắt xa lông mày, mắt xa mắt. Và mở mắt ra nhìn vào lòng bàn tay, gương mặt mỉm cười. Namaste. Sau khi luyện tập bài tập này thì bạn cảm thấy như thế nào ạ? Bạn hãy chia sẻ lại dưới comment cho Huyền biết nhé. Và cảm ơn bạn đã đồng hành và luyện tập cùng Huyền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tập ngày mai. Namaste.